Chào bố mẹ và các bé, hôm nay mình xin giới thiệu với bố mẹ và các bé một bộ sách tuyệt vời giúp con biết cách gọi tên những cảm xúc tiêu cực đang diễn ra trong tâm hồn mình và biết cách vượt qua những cảm xúc tiêu cực như tức giận, hối hận, ghen tị, sợ hãi để con trở thành một đứa trẻ hạnh phúc dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Bộ sách Ehon thông minh cảm xúc này gồm 6 cuốn và hôm nay Chúng ta sẽ cùng tham khảo cuốn sách mang tên Con tức giận. À, trong cuốn sách này sẽ giúp bé dùng một bài luyện thở thư giãn để làm dịu cơn giận. Khi đọc cuốn sách này, bố mẹ hãy đọc thư thả và cùng trò chuyện về cảm xúc của con. Con có những cảm xúc giống bạn Gaston không? Rồi hãy hướng dẫn con thực hiện được bài tập thở sẽ rất là dễ dàng và gần như các bé nào cũng sẽ thực hiện được ngay trong lần đầu tiên thôi. Chúc bố mẹ và các bé sẽ có một hành trình trải nghiệm những cảm xúc thật tuyệt vời. Hôm nay Gaston rất bực bội, chẳng có gì diễn ra theo ý cậu. Chúng mình hãy cùng xem Gaston đã lấy lại tâm trạng vui tươi của mình như thế nào nhé. Đây là Gaston, một chú kỳ lân bé nhỏ như mọi chú kỳ lân khác, hay gần như thế. Thi thoảng, Gaston vui vẻ. Thỉnh thoảng, cậu ấy buồn bã. Thỉnh thoảng, cậu ấy bực bội. Thỉnh thoảng, cậu ấy ngại ngùng. Thỉnh thoảng, cậu ấy tức tối. Đó là những cảm xúc và Gaston có tất cả những cảm xúc ấy giống như con vậy. Nhưng Gatton có một thứ thân kỳ, cái bơm của cậu. Bình thường, lông và bầm của cậu có bảy sắc cầu vong. Đôi khi, chúng thay đổi màu sắc tùy theo cảm xúc của Gatton. Khi vui vẻ, cái bầm của Gatton có màu vàng khi ghen tị nó chuyển sang màu hồng khi tức giận nó có màu đỏ đúng rồi khi hối hận nó chuyển sang màu cam khi e ngại nó chuyển sang màu tím khi cậu ấy sợ hãi nó chuyển sang màu xanh lá cây khi cậu ấy hờn rỗi nó chuyển sang màu xanh da trời và khi buồn bã nó chuyển sang màu xanh nước biển. Hôm nay sừng cảm thấy thế nào? Hết sức tệ. À, sừng cảm thấy rất tệ. Trong trái tim cậu bóng tối phủ đầy và cậu sẽ giải thích cho chúng ta biết tại sao. Còn con, hôm nay con cảm thấy thế nào? Chúng mình sẽ dùng các biểu tượng để miêu tả cảm xúc của mình nhé. Cầu vồng là cảm xúc rất ổn. Hình ông mặt trời là ổn. Ông mặt trời thêm một đám mây trắng là khá ổn. Chỉ có một đám mây nâu đó là không ổn lắm. Nếu một đám mây đen và thêm những hạt mưa đó là tệ còn một đám mây đen cộng thêm sấm sét là rất tệ con hãy chọn một biểu tượng để miêu tả cho cảm xúc của mình ngay lúc này nhé tại sao gatchen lại cảm thấy tệ đến thế hầu như lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ khi đó không có đám mây nào hết ở nhà, ở trường, Gắt Chân đều vui vẻ. Nhưng có những ngày mọi thứ không xảy ra như ý cậu và thỉnh thoảng điều đó khiến Gắt Chân phát điên. Ví dụ, khi cậu định ra vườn chơi thì thình lình trời đổ mưa, Gắt Trần phát cáu. Gắt Trần phải đi bộ đến trường, trong khi cậu không thích thế nên cậu tức giận và nếu bố không cõng, cậu làm minh làm mẩy. Khi mẹ nhắc đã đến lúc đi tắm nhưng cậu không muốn tắm, cậu thấy bực mình. Và khi đến lúc không thể trì hoãn được nữa mà cậu vẫn còn muốn chơi tiếp, Trần bực bội. Khi cậu muốn tự mình làm cái gì đó như là một cái gì cực hay ho nhưng cậu không thể, Gatchen nối khung những lúc như thế cậu dập chân xuống nền nhà và lăn qua lăn lại cậu vô cùng tức giận một cục tức giận cực to giống như thể trong đầu cậu có một đám mây đen lớn một đám mây với nhiều sấm sét thay vì chờ đợi để đám mây ấy tự tan đi chúng mình có thể xua tan nó bằng một động thở được không nhỉ? Con cũng thế, khi cảm thấy có đám mây tức giận đang xâm lấn mình, con có thể thở như thế này để đuổi nó đi. Cách thở để xua tan đám mây tức giận Con hãy cùng làm theo Gatun nhé! Gatun nhắm mắt lại cậu tưởng tượng về đám mây lớn đầy sấm sét trong đầu mình cậu hít vào bằng đường mũi đồng thời phình bụng lên duỗi thẳng hai tay xuống hai bàn tay nắm lại tiếp theo gatun ngừng thở cậu nhô vai lên rồi thõng vài xuống Mỗi lần một nhanh hơn, như thể cậu đang bơm tất cả nỗi tức giận của mình vào trong đám mây đó. Tiếp theo, gắt chân thở ra thật mạnh băng miệng, đồng thời thá lòng vai và tay. Ô, oh, cậu xua được đám mây tức giận to lớn ấy ra rồi. Gatchen làm động tác đó 3 lần, phải mất ba lần thở như thế để đuổi hoàn toàn những tia sét cuối cùng đi. Rồi cậu lấy lại được hơi thở nhẹ nhàng. Ngay lúc này, cậu đã đuổi được đám mây đó ra khỏi đầu. Cậu có thể mời ông mặt trời rực rỡ vào thế chỗ. Gatchen cảm thấy vui tươi, thư thái hơn rất nhiều cậu đã vui vẻ trở lại và tìm được bảy sắc cầu vòng của mình và nếu có thêm điều gì diễn ra không như ý muốn cậu sẽ không bực bội nữa cậu đã giữ được bình tĩnh nếu con cũng làm như thế thay thế đám mây u ám bằng ông mặt trời rực rỡ con sẽ cảm thấy thật thư giãn nhẹ nhõm và nụ cười sẽ trở lại trên môi con bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau học lại cách thở để xua tan đám mây tức giận nhé con còn nhớ bạn gắt chân đã thở như thế nào mỗi khi bạn ấy tức giận không nhỉ chúng mình cùng làm theo nhé bước một con nhắm mắt lại tưởng tượng về đám mây sấm sét trong đầu mình hít vào bằng mũi đồng thời phình bụng lên duỗi thẳng hai tay xuống hai bàn tay nắm lại Bước 2, con ngưng thở, nhô vai lên rồi thẳng vai xuống. Bước 3, con thở ra thật mạnh bằng miệng, đồng thời thả lỏng vai và tay. Khi nào con có cảm xúc tức giận, hãy nhớ đến bài tập thở này và tập 3 lần nhé. Nó sẽ giúp con thay thế đám mây đen bằng ông mặt trời rực rỡ tươi vui đó. Chúc con thành công! Xin chào và hẹn gặp lại! kênh Vi Bốc để sớm nhận được những video mới nhé.